Chào cả nhà. Hôm nay Thảo lại ương hột giống nha. Đáng lý là mình mua cái đồ ương, nhưng mà nhà Thảo thì rất là nhiều dĩ trứng, cho nên Thảo sẽ tận dụng cái dĩ trứng này để ương hột giống. Mùa này thì mình ở bên đây mình cũng còn rất là lạnh luôn, cho nên là mình chỉ có ương ở trong nhà trước. Mình ương ở trong nhà xong rồi thì mình mới chờ chắc phải 2 tháng nữa mình mới đem ra ngoài ha, tháng mấy á. Ok. Hôm nay thì trời rất là gió ha. Lạnh, không có ấm. Phải có nắng á thì nó ấm. Nhưng mà mình không ương thì nó sẽ không có đồ. Cho nên mình phải ương cho nó ra mầm thôi. Ấy. Bay à? Ấy da, vậy mình không trải ra nhiều được rồi, trải ít thôi. Không, nhiều cũng được. Dựng nó lại. Dựng nó lại, lấy cái cây đè nó lại trước đi. Đấy. Đấy. Oh my god. Này rách rồi. Đây, bên mình thì mua cái loại này để ương hộp đó. Ấy. Bỏ vô mấy cái ô. Mình đặt rất là nhiều hột giống luôn mà nó chưa có về. Còn cái này mình ương là mình ương mấy cái bữa mình đi vô trong tiệm á, cửa hàng á, mình mua thì nó có sẵn. Còn có những cái mình đặt qua mạng thì nó rẻ hơn chút, nhưng mà nó tới 2 tuần lễ nó mới về, mà hôm nay mình đặt mới có 1 tuần hả, cho nên là nó còn phải chờ 1 tuần nữa. Giờ mình ương cái mà bữa mình đi mua trước. Ok. Tất của mình bên đây thì nó bự, cho nên là mình phải tự ương. Chứ mà giờ mình mua cây mà nó có sẵn á, thì nó cũng hơi mắc. Cho nên là mình mua bịch hột giống, bịch về mình ương thì mình trồng cho được cái đất của mình nó nhiều hơn. Trồng bông này nó kia cũng nhiều lắm. Rồi, các bạn có ai ở nhà ương hột giống chưa nào? Cùng ương đi, ương cho kịp mùa hè, chứ không thôi thì lại bị trễ mùa hè rồi. Hồi năm rồi đó các bạn biết không, Thảo đi thấy trời nắng năm rồi, nắng cũng sớm lắm. Cái Thảo mua về cái Thảo trồng, cái Thảo thấy nắng ấm quá, Thảo khiêng ra ngoài chết hết luôn. Cây bầu, cây bí rồi chết hết. Uổng quá trời luôn. Năm nay thì thông minh hơn. Phải chờ vô tháng 5 luôn rồi mình hãy đem ra rồi nó chắc cú. Mình ương ngoài đây thì nó sạch hơn, nó không có này. Mình xuống đi nha, xếp lại.
Hồi bữa mình có mấy cái dĩ này nè, không biết nó dừa không, chắc dừa. Dừa mà. Đó, mình có cái dĩ này nha. Đó, dĩ này. Cái này xong. À, cái này là dừa đủ hai dĩ luôn, hai dĩ trứng luôn á ha. Tuyệt vời. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Ok. Mình có đặt cái nhà kiến nhưng mà nó chưa về. Nó về xong rồi mình. Mình mua bốn bao phân, bốn bao đất ương. Đó, chắc mình nghĩ đủ mà ương trước vậy thôi. Mình phải đặt thêm chờ hộp giống kia nó về nữa. Cái này là không có nhiều lắm. Nói chung là mình cũng thích trồng trọt lắm. Rất thích trồng trọt. Ủa, con dừa à? Hay là mình để ngược, mình đâu có để ngược đâu. Dày hả? Đưa ra dày. Đưa ra dày. Ok. Mấy cái dĩ trứng này á, là nhà ăn trứng đó, rồi cái mình để dành cũng cả năm đó nha, nó ra được nhiều, mình còn nữa đó. Mà mình không có. Mình để dành được mấy chồng luôn á. Thấy cái bao đất nhỏ nhỏ này mà mình ương vô trong đó thì nó không có tốn nhiều đất. Không có tốn nhiều đất hết. Thank you.
Chào cả nhà. Giờ này là tối rồi mới đi làm về, nhưng mà nhìn mình vẫn phải qua tưới cây nha. Bữa ươm đó đang lên rồi nè, lên nhiều. Chưa luôn nè, có cái loại nó không có lên lẹ bằng cái loại thằng này thì nhiều nè nha. Nó thấy cũng nè, đâm đầu lên đẹp chưa. Đây. Đây bên đây cũng lên luôn, lên gần hết luôn. Ừ, tại vì mỗi ô có một mà. Nhưng mà sao nó ớt quá hả, phải chờ hả? Ớt nhỏ nhỏ. Chỉ có giờ nó lớn mình chiết ra cái mũ bự một chút vậy thôi, chứ cũng chưa dám đem ra giống như của hổm chiếc queo đó. Trời không, mình đang rồi đó chết, thấy cái trời đẹp quá hay chồng hiền ra. Tại thì nó nóng quá.
cái có cái không.